Xin chào các bạn khán thính giả đã đến với kênh Đọc Truyện MV. Đọc Truyện MV ngày hôm nay xin gửi đến quý khán thính giả câu chuyện ma có tựa đề 3-1 bằng mấy. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhắc đến truyện ma hay thì không thể bỏ qua tác giả trẻ Chu Đức Đông với tác phẩm 3-1 bằng mấy. Lấy bối cảnh về thị trấn nhỏ một đêm mất điện, Trương Cổ chạy đến tìm người bạn trực trạm điện của mình là Phùng Kình để hỏi về nguyên nhân. Nhưng người bạn hỏi lại một câu rất kỳ lạ: 3-1 bằng mấy? Trên đường về, anh lại gặp một đứa bé trai 1 tuổi ngồi một mình bên vệ đường. Nhưng anh không đưa đứa bé ấy theo mình mà bỏ nó lại đó, rồi trở về thị trấn báo cho mọi người biết. Người trong thị trấn quyết định đưa đứa bé ấy về nuôi. Nhưng từ khi đứa bé ấy xuất hiện, cả thị trấn bỗng xuất hiện những hiện tượng thiên huyền địa hoàng đầy kỳ quái và đáng sợ. Biên độ và mức độ của sự đáng sợ ấy càng lúc càng tăng. Trương Cổ phải làm gì để tìm ra chân tướng sự việc? Liệu có phải tất cả mọi chuyện tai họa đều do đứa bé ấy gây ra? Tại sao bạn anh lại hỏi câu hỏi kỳ cục đó? Để tìm ra câu trả lời, Trương Cổ đã phải chấp nhận mạo hiểm, thậm chí có thể phải trả giá cả bằng tính mạng. Chương 1. Từ trong bóng tối bước ra. Tối nay bỗng dưng mất điện, chó đực chó cái lớn bé đủ loại đua nhau sủa như điên khắp nơi. Có nhà đành lên giường đi ngủ, có nhà thì châm nến lên. Đó đây thấp thoáng những đốm ánh sáng yếu ớt, thị trấn nhỏ cứ như nửa thức, nửa ngủ. Trương Cổ là thư ký ở ủy ban thị trấn. Tối nay anh bỗng dở chứng ảo tưởng, muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Anh bật máy tính, vừa viết được mấy chữ mở đầu: thị trấn vừa mất điện. Chưa biết tiếp theo nên viết gì, thì bỗng mất điện thật. Anh đứng dậy, gọi điện đến trạm biến áp để hỏi tình hình. Nhưng đường dây cứ bận liên tục, anh đành ra khỏi nhà, định đi thẳng đến trạm hỏi xem sao. Ba người phụ nữ hàng xóm đang hóng mát ở sân, mất điện, ngồi nhà chẳng biết làm việc gì. Họ ra đây nói đủ thứ chuyện trên đời. Một người nói: Trương Cổ, cả dãy nhà 17 chỉ có mình anh là đàn ông. Đêm nay mất điện, anh đừng nên đi đâu đó. Trương Cổ mỉm cười: Tôi đi đòi điện đây mà. Cả thị trấn nhỏ này đều gồm những dãy nhà liền kề chung mái, mỗi dãy 5 căn hộ. Trương Cổ ở dãy nhà đầu tiên phía bắc thị trấn, dãy 17. Phía sau nhà là ruộng thênh thang trồng hoa màu. Gần đây cánh đàn ông ở dãy nhà này đều đi vắng, ngoại trừ Trương Cổ. Trạm biến áp thị trấn độ 1 cây số, trực ban đêm nay vừa khéo là Phùng Kình, bạn của Trương Cổ. Vừa bước vào cửa, Trương Cổ đã sởi lởi hỏi luôn: Phùng Kình à, tại sao lại mất điện hả cậu? Phùng Kình nói: Tôi cũng chịu, không biết. Tôi đang gọi điện lên huyện để hỏi, nhưng máy cứ bận suốt không gọi được. Trương Cổ: Liệu đêm nay có điện không? Phùng Kình: Ai mà biết được. Trương Cổ: Thật là xui xẻo. Thôi cậu làm việc đi, tôi về nhé. Phùng Kình ừ một tiếng, rồi anh lại tiếp tục bấm máy điện thoại. Trương Cổ bước ra đến cửa thì Phùng Kình lại gọi: Trương Cổ! Anh dừng bước, xoay người lại. Phùng Kình đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt Trương Cổ hỏi một câu kỳ cục: 3-1 bằng mấy? Trương Cổ nhìn Phùng Kình hỏi vặn: Cậu cho là còn mấy? Phùng Kình: Tôi đang hỏi cậu kia mà. Trương Cổ: Sao cậu có vẻ bí hiểm gì thế? Tôi chịu, không biết. Phùng Kình mỉm cười nói: Chuyện là thế này, tôi muốn đặt một cái tên trên mạng, gọi là 3-1 bằng mấy. Trước đó tôi đã thử nghiệm, nếu hỏi một người 3-1 bằng mấy, người ấy buộc miệng nói ra là còn một, chứng tỏ cái tên này vô nghĩa thì tôi sẽ không dùng nó. Nếu họ nói không biết thì tôi sẽ dùng nó.
Trương Cổ nói, chỉ vớ vẩn rồi quay người bước ra. Còn một đoạn nữa thì đến thị trấn. Trời rất tối, hai bên là cánh đồng, đường vắng tanh, không một bóng người. Trương Cổ đang nghe nhạc, Lead Cowboy hát cực mê ly, anh bật volume hết cỡ, in tai. Bỗng Trương Cổ nhìn thấy có một thứ gì đó đang động đậy trên mặt đường tối mịt. Anh dừng bước, nhìn thật kỹ, thì ra là một đứa bé trắng nhợt, khiến anh giật nảy mình. Tiếng loa đang bật hết cỡ nên không nghe thấy gì khác, anh vội tắt máy nghe. Đứa bé ấy ngồi bên đường không khóc, nó ngẩng nhìn Trương Cổ và chỉ ú a ú ớ nói vài tiếng gì đó. Trương Cổ bước lại gần, nhận ra nó là một bé trai đang cởi truồng khoảng một tuổi. Trông nó xấu xí, cái trán ngắn tịt, hai mắt to khác thường, mũi tẹt, tóc lư thưa ố vàng. Cả người nó bỗng phát khiếp. Trương Cổ nhìn xung quanh không thấy người lớn, chỉ có mình nó ngồi đây. Anh cúi xuống hỏi nó, mẹ cháu đâu? Thằng bé vẫn chỉ ú ớ được mấy tiếng, nó không biết nói. Trương Cổ ngán ngẩm nhìn khắp xung quanh và gọi to, này, đứa bé này là con nhà ai thế? Đồng không mông quạnh, gió to, vẫn không một bóng người. Anh định bế nó về thị trấn, nhưng cha mẹ anh không có nhà. Họ đã đi đến nhà chị gái anh tận Mãn Châu, dăm 7 tháng chưa chắc đã về. Còn anh thì chưa vợ, nuôi nó sao được? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách đi về thị trấn để báo cho mọi người biết, xem có ai nhận nuôi thằng cu này không. Thôi đành hơi ác một tí, anh bỏ nó ở lại rồi bước đi vậy. Vừa đi được hơn chục bước, anh ngoảnh đầu lại, thấy thằng bé vẫn ngồi giữa đêm tối nhìn theo anh. Ánh mắt nó hơi lạ lạ, anh cảm thấy bất an, bèn rảo bước đi thật nhanh. Ba người phụ nữ vẫn ngồi ngoài sân trò chuyện. Trương Cổ nói với họ, tôi nhìn thấy ở ngoài thị trấn có một đứa bé, không biết là con nhà ai, chẳng có người lớn trông nom gì cả. Chị Lý nói với hai người kia, sao là thế chứ, chúng ta ra xem sao, đi nào. Chồng chị tên là Lý Ma, thợ ở lò mổ gia súc, người cực to vâm, nên nhấn mạnh điều này. Anh ta có con dao mổ lợn cực sắc nhọn, do tổ tiên truyền lại, nghe nói nó có thể chặt xương như chặt bùn. Anh Lý dựa vào nó để kiếm sống. Gần đây anh đi sang huyện bên cạnh thu mua lợn, đã đi hơn nửa tháng rồi. Chị Lý là một phụ nữ đẩy đà, sởi lởi, rất tốt tính. Chị biện hỏi Trương Cổ, nó đang ở chỗ nào? Trương Cổ nói, nó ngồi ven đường đi đến trạm biến áp. Chị Mộ Dung vừa đứng lên vừa giận dữ nói, lâu nay có một số bậc cha mẹ rất nhẫn tâm, con mình đứt ruột đẻ ra mà dám vứt bỏ. Chị Mộ Dung có thiều thiều, đứa con gái chưa đầy 1 tuổi, những người như chị đang giàu tình mẫu tử, rất thương xót trẻ con. Cả ba người cùng đi. Trương Cổ về nhà, bật công tắc theo thói quen. Đèn không sáng, anh mới nhớ ra là vẫn còn mất điện. Anh dò dẫm lên giường nằm. Nhớ lại chuyện vừa nãy, anh cảm thấy kỳ lạ. Mọi ngày thị trấn hiếm khi mất điện, nhưng đêm nay lại mất. Và anh lại nhìn thấy một đứa trẻ con chẳng rõ ở đâu ra. Cứ như đêm nay mất điện là nhằm che chở cho thằng bé ấy xuất hiện. Trước khi gặp thằng bé ấy, Phùng Kình cứ như bị trúng tà, hỏi cái câu 3 - 1 bằng mấy, cứ như đồ dở hơi. Dù sau đó anh ta đã giải thích rằng muốn làm một thực nghiệm, nhưng Trương Cổ cảm thấy cái đề toán ấy xui xẻo, chẳng hay ho gì. Lũ chó sủa đã mệt thì phải, bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ còn một con chẳng rõ của nhà nào vẫn cấu kỉnh tru tréo, sủa khản cả tiếng. Nằm trong căn nhà trống vắng, Trương Cổ chợt cảm thấy đứa bé ấy cũng có vẻ xui xẻo. Chương 2.
cái đuôi. Họ bàn bạc một hồi rồi nhanh chóng đi đến thống nhất. Cả ba luân phiên nhau nuôi thằng bé, mỗi nhà một tháng. Nếu cha mẹ nó đến tìm thì sẵn sàng trả lại. Nếu vẫn không thấy ai đến nhận thì họ cùng nuôi nó đến năm 18 tuổi. Dãy nhà liền mái này có 5 gia đình, ngoài Trương Cổ và ba người phụ nữ tốt bụng kia, còn một hộ nữa, chỉ có một phụ nữ quá chồng tên là Liên Loại, người đẹp nhất thị trấn nhỏ này. Liên Loại rất ít nói, mọi người cũng không biết nhà mẹ đẻ cô ở đâu, chỉ biết cô là người vùng khác lấy chồng ở thị trấn này. Chồng cô đã mất từ nhiều năm trước, buộc sợi dây thần lên xà nhà thắt cổ tự tử, lưỡi thè ra rất dài. Anh ta chết rất không đáng, hình như vốn chẳng phải vì chuyện gì to tát, chỉ vì Liên Loại nói mấy câu quá lời. Kể từ đó mọi người càng không biết gốc gác của Liên Loại. Sau khi chồng chết, Liên Loại không trở về nhà mẹ đẻ, cô ở vậy không tái giá. Một mình cô ở lại thị trấn huyện Luân Đế này. Mọi người ở thị trấn đều mong Liên Loại sẽ tìm một người chồng khác. Đàn bà con gái sống độc thân chẳng dễ gì, nhất là cô vẫn còn trẻ. Nhưng không ai có cơ hội giao lưu với Liên Loại, vì cô không muốn quan hệ với bất cứ ai. Cô sống rất khép kín, đôi khi chạm trán hàng xóm thì Liên Loại cũng chỉ gật đầu chào chứ không trò chuyện gì hết. Nhà Liên Loại kề ngay mặt đường, cô bèn bày bán quần áo, cửa hàng bé tẹo bằng cái lỗ mũi, nên cũng chẳng kiếm được là bao, chỉ đủ ngày ba bữa cơm, thế thôi. Sau khi ba người phụ nữ đem đứa bé về, chị Lý gọi Liên Loại ra nói với cô về câu chuyện này, hy vọng cô sẽ cùng tham gia. Nhưng hình như Liên Loại rất bài xích đứa bé, cũng chẳng thiết nhìn nó một lần. Cô nói, tôi không thích trẻ con, xin lỗi nhé. Chị Lý nói, cũng được, từ nay ba chúng tôi sẽ là mẹ thằng bé, còn cô là cô của nó. Liên Loại cười nhạt, cúi đầu bước đi và vẫn không hề nhìn thằng bé một lần. Chị Lý vốn sởi lởi, nhanh nhẩu, bế nó về nhà mình trước tiên. Thằng bé trông như nhộng, không quần áo, không họ tên, không ngày tháng năm sinh, nói là nó một tuổi cũng chẳng có căn cứ gì, chỉ đoán là thế. Bình thường một đứa trẻ như thế này sẽ bi bô nói được vài tiếng, nhưng nó thì không. Nó cứ ngớ ra nhìn người phụ nữ xa lạ này và hình như nó hơi sợ sệt. Chị Lý nấu cho nó bát cháo, cho thêm chút rau thái nhỏ và tí thịt. Nó đã mọc 8 cái răng. Bón cho nó ăn thì nó nhè thịt ra, chỉ ăn cháo và rau. Ăn hết nó lại chìa tay ú ớ đòi thêm nữa. Chị Lý rất mừng, chị biết rằng chỉ cần nó chịu ăn tức là nó không có bệnh tật gì đáng ngại. Chị lại cho nó uống một cốc sữa. Con trai chị Lý đã lên 4, tên là Hùng Hùng. Nó hỏi mẹ rất thật, sao mẹ lại cho nó ăn? Nó cũng là con của mẹ à. Chị Lý nói, Hùng Hùng à, kể từ hôm nay nó sẽ là em trai con không được bắt nạt nó. Hình như Hùng Hùng không thích đứa em xấu xí này, nó nói dỗi, con không cần nó làm em con. Ăn no rồi, thằng bé vụng về bò trên giường, định lấy đồ chơi của Hùng Hùng. Hùng Hùng hét ầm lên, không được đụng vào, đó là của tao chứ. Chị Lý nghiêm nghị nhắc nhở Hùng Hùng, không đúng rồi con trai ơi, nó bé hơn con, nó không có mẹ, không có đồ chơi, nó rất đáng thương, con nên yêu nó mới phải. Hùng Hùng vẫn gườm gườm nhìn thằng bé. Thằng bé cầm cái ô tô chạy binh của Hùng Hùng rồi chơi. Hùng Hùng đành để cho nó chơi ô tô, nhưng cậu đem các đồ chơi khác cất vào gian trong. Chị Lý thở dài, nói với thằng bé con, cưng cứ chơi đi, chơi chán rồi mẹ sẽ đổi cho thứ khác. Sáng hôm sau, chị Biện và chị Mộ Dung sang nhà chị Lý. Chị Biện cầm đến vài bộ quần áo xinh xắn,
chị Mộ Dung cầm đến cho thằng bé một cái bình sữa và vài túi sữa bột. Nhà chị rót sẵn những thứ này. Chị Lý hỏi chị Biện, chị không có trẻ con sao lại có thứ này? Chị Biện nói, là quần áo cũ của các cháu trong họ hàng nhà tôi. Thằng bé mừng rỡ khi thấy có đông người. Nó ú ớ gọi, chân tay khua nhẵn cả lên. Chị Biện nói, đã đặt tên cho đứa con của chúng ta chưa? Chị Lý, đúng là phải đặt tên. Rồi chị nói với chị Biện, chị từng học hết trung cấp, chị đặt tên đi. Chị Biện nói, gọi nó là Xoa. Chị Lý bế thằng bé lên tươi cười, cái tên này thật đặc biệt, Xoa, Xoa. Trò chuyện một hồi, chị Mộ Dung nói đùa chị Lý. Ông xã nhà chị mới đi vắng nửa tháng mà chị đã thấy cô đơn rồi à? Chị Lý, nói linh tinh gì thế? Tôi làm sao? Chị Mộ Dung, sáng nay tôi thấy một anh tài xế xe tải đến nhà chị. Anh ta là ai vậy? Chị Lý, anh ta đi tìm liên loại, nhưng liên loại không có nhà. Xe bị rò két nước, anh ta vào xin nước. Không đầy 5 phút sau lại đi luôn. Chị bị ngạc nhiên, hai người thao tác thật nhanh. Chị Lý, hai mụ buông dư lê quá đáng quá, chỉ lát nữa sẽ thành ra chuyện thật cũng nên. Chị Biện và chị Mộ Dung bật cười vui vẻ. Chị Lý nói, anh lái xe ấy rất tốt tính, anh ta nói sáng mai sẽ còn đi qua đây, đi vào thành phố chở gỗ chiều quay về. Chúng ta sẽ đi nhờ xe anh ta vào thành phố chơi, được không? Chồng chị Biện là người kinh doanh, quanh năm đi xa. Để chị ở nhà chăn đơn gối chiếc, chị nói luôn, hay quá, tôi cũng định đi mua vài bộ quần áo. Chị Mộ Dung thì chần chừ, nhưng thiều thiều nhà tôi. Chị Lý nói, gửi nó sang nhà bà nội. Sáng hôm sau, chị Lý cho hai đứa trẻ ăn xong, chị nói với Hùng Hùng. Hôm nay con trông em Xoa, mẹ phải đi chợ. Cả hai đứa không được ra khỏi nhà, và tất nhiên không được ra chơi bên cái giếng. Nếu đói thì ăn bánh quy và uống sữa, chiều mẹ sẽ về. Hùng Hùng gật đầu. Chiếc xe tải đã đến, ba người phụ nữ vui vẻ lên xe, xe phóng đi. Hôm nay họ vào thành phố chơi rất vui, mua rất nhiều thứ. Ngoài những đồ dùng cho trẻ con, họ còn mua cặp tóc, nhẫn, bít tất, son môi, túi xách nữa. Trên đường trở về thị trấn, chiếc xe tải hơi trục trặc một chút, cho nên trời tối họ mới về đến nhà. Bé Hùng Hùng vốn ngoan ngoãn, nhưng nó vẫn còn nhỏ nên chị Lý rất lo lắng. Xuống xe rồi chị chạy ngay về nhà. Vào nhà chị thấy Hùng Hùng đang chơi trò đi tàu hỏa, ngồi trên cái ghế mang băng, miệng tu tu hú còi. Bé Xoa thì ngồi ghế salon xem tivi, chị thở phào. Hùng Hùng thấy mẹ về liền chạy lại làm nũng. Bé Xoa cũng y y a a, hình như cũng nhận ra chị Lý. Chị ngồi với hai đứa trẻ một lúc rồi vào bếp nấu cơm. Sau một ngày cọ xát, Hùng Hùng đã thân thiết hơn với bé Xoa. Chị Lý thấy nó nói chuyện với thằng bé ôn hòa hơn. Trẻ con chơi với nhau dễ hòa nhập. Chị Lý nghĩ vậy. Vội vã ăn xong cơm thì đã rất khuya. Chị Lý và hai đứa trẻ lên giường tắt đèn. Bé Xoa lập tức ngủ say tít. Trong nhà tối om, chỉ gần cửa sổ thì hơi sáng. Ngoài kia có ánh trăng yếu ớt. Thị trấn nhỏ về đêm rất yên tĩnh. Chị Lý thơm Hùng Hùng một cái rồi nói nhỏ. Hùng Hùng ngoan lắm, đã biết trông em rồi. Ngày mai mẹ sẽ mua táo cho con. Hùng Hùng, cả sô-cô-la nữa. Chị Lý, được. Hùng Hùng hài lòng gối đầu vào tay mẹ, nhắm mắt lại. Một lát sau, nó bỗng nhớ ra điều gì đó bèn mở mắt ra. Mẹ ơi, con nghe thấy nó nói. Chị Lý ngớ ra hỏi, ai nói? Hùng Hùng chỉ vào bé Xoa nằm bên. Nó không biết nói. Nghe, con nghe thấy nó nói mà. Nói gì?
Nó nói là tao bóp chết mày. Vớ vẩn. Thật đấy, trưa nay con ngồi trên giường xem truyện tranh, nó chơi ở cửa, con nghe thấy nó nói tao bóp chết mày. Nó mắng ai? Hình như có con mèo đi vào sân, con nhòm qua cửa sổ thấy cái đuôi. Thằng bé lên 4 nói thế, tin sao được. Chị Lý mỉm cười xoa đầu hùng hùng. Con à, con đừng bịa chuyện linh tinh, kẻo sẽ bị chó sói ăn thịt đấy. Ngủ đi. Con không bịa. Hùng hùng vừa nói vừa rút vào nách mẹ, nhắm mắt lại. Chương 3. Con mắt ở sau con mắt. Đã làm rõ nguyên nhân mất điện, dây điện bị kẻ nào đó cắt ở chỗ cách thị trấn độ 1 cây số về phía tây. Thiết trụ đang điều tra vụ việc. Thiết trụ là cảnh sát của một thị trấn, một anh cảnh sát sẵn sàng nhúng tay vào đủ thứ việc, kể cả những việc bé bằng cái móng tay. Dù chỉ số IQ của anh không cao, nhưng mọi người đều rất tín nhiệm anh, vì anh luôn hết lòng phục vụ nhân dân. Cha mẹ của bé Xoa vẫn không xuất hiện, lai lịch của nó vẫn là một câu hỏi. Sau một thời gian, chị Lý phát hiện ra một vấn đề. Thằng bé Xoa không bao giờ khóc nhè, nó rất thích xem tivi. Nếu người lớn bận việc thì cứ đặt nó ngồi xem tivi, chương trình gì cũng được cả, cũng không quấy khóc gì hết, ổn cả. Thoạt đầu chị Lý cho là thế, chương trình nào cũng được. Nhưng ít lâu sau chị nhận ra điều này. Hình như nó thích xem chương trình bình luận sách. Có những cảnh như người mặc áo dài, tay cầm quạt giấy, trên bàn đặt một cái búa gỗ, hoặc tên thổ phỉ Lý Nhị Lăng vai khoác súng máy đi đến ô, qua qua bắt trộm mấy con gà béo. Lạ thật, nó thích chương trình bình sách. Khi tivi phát chương trình này, chị Lý thấy mắt nó sáng lên. Có lần bé Xoa đang xem tivi, Hùng Hùng thì chơi súng phun nước. Tivi vừa phát xong một tập phim hoạt hình, sau đó là chương trình bình sách. Chị Lý bèn mở kênh khác cũng là hoạt hình, bé Xoa cũng ngồi xem. Sau đó chị Lý ra ngoài giặt giũ, lúc trở vào nhà thì không rõ ai đã bật sang chương trình bình sách. Hôm nay bé Xoa hơi sốt, buổi tối chị Lý đặt nó vào nằm với mình, ôm lấy nó, người nó nóng bỏng. Hùng Hùng hơi ấm ức nói, mẹ không được ôm nó đi ngủ. Hùng Hùng đã chấp nhận bé Xoa, nhưng thấy mẹ ôm thằng bé ngủ, nó vẫn ghen tị. Chị Lý, Hùng Hùng ngoan nào, em đang bị ốm. Hùng Hùng đành lầm lì nằm im vậy. Khi bé Xoa uống thuốc rồi thì Hùng Hùng cũng đã ngủ say. Khoảng nửa đêm chị Lý nằm mơ, mơ thấy anh lái xe tải tạt vào, nói rằng xe anh cần bổ sung nước, máy quá nóng. Nhưng chị Lý cảm thấy hình như không phải xe tải thiếu nước. Chị hỏi, tại sao không tìm liên loại? Anh ta nói, cô ấy khóa cửa. Sau đó anh ta ôm chầm lấy chị, người anh ta nóng hầm hập như xe tải mở nắp capo. Chị Lý rất tò mò, rất thẹn và cũng rất hồi hộp. Rất áy náy, chị vô tình nhìn thấy bàn tay anh lái xe rất bé, trắng trẻo như bàn tay trẻ con. Lúc này chị bừng tỉnh, nhận ra thằng bé Xoa đang sờ ti mình. Ánh trăng hắt vào nhờ nhờ, chị hé mắt nhìn nó. Nó đang thức, ánh mắt nó say sưa, rất khác với mọi ngày. Chị nghĩ bụng, cũng chỉ là tình cảm tự nhiên của đứa trẻ con nhớ mẹ. Nó sờ ti mẹ, cũng là những lúc đứa trẻ sung sướng khi nằm trong lòng mẹ. Hùng Hùng đã lớn, từ lâu nó đã không sờ ti mẹ nữa. Nó đã không còn thói quen này. Chị khẽ nhấc bàn tay của bé Xoa ra, nhưng chị chợt cảm thấy động tác sờ ti của nó rất thuần thục,
không có vẻ là động tác của một đứa bé con. Cảm giác và tội lỗi cũng rất đáng sợ. Lý Ma to vâm vạm vỡ đã trở về. Thấy nhà mình có thêm một đứa trẻ, anh rất vui. Anh hôn hít hùng hùng rồi lại bế bé xoa lên. Nhưng hình như thằng bé không ưa anh, nó ra sức giãy ra lẩn tránh. Chị Lý nói, chắc tại người anh toàn mùi mồ hôi nên nó không thích. Anh mau vào mà tắm đi. Lý Ma cười hề hề, tung bé xoa lên cao. Tay anh rất to, hai bàn tay cứ như hai cái rổ. Bé xoa thì bé tẹo như con cún con. Tối nay Hùng Hùng ngủ trên cái giường riêng của nó mọi ngày. Bé xoa ngủ chung giường với vợ chồng Lý Ma. Từng có người giải thích từ đứa con là một thứ mà trước khi đi ngủ nằm giữa, ngủ rồi thì nằm sang bên cạnh. Đúng thế, thoạt đầu vợ chồng Lý Ma cho bé xoa nằm giữa hai người rồi vui đùa. Lát sau thằng bé buồn ngủ, nó rút vào nách mẹ, nhắm mắt. Vợ chồng Lý Ma trò chuyện khe khẽ, cho đến lúc nghe thấy bé xoa đã thở đều đều, họ tắt đèn rồi nhấc nó sang một bên. Tiểu biệt trại tân hôn là thế này đây. Cả hai vợ chồng đều rất mạnh mẽ, củi khô lửa hồng. Lý Ma vuốt ve thân hình của vợ, mặt đỏ bừng. Vợ anh người mũm mĩm. Rồi anh đi sâu vào thân thể vợ, bắt đầu gắn gỏi leo dốc như một con giáp sát phục phịch tiến lên không biết mệt mỏi. Hùng Hùng đã lớn, nó cố nén nằm thật im, rất nhanh chóng. Cuối cùng Lý Ma đã lên đến đỉnh dốc, đôi mắt anh như có chớp sáng, tia điện phóng trúng người anh thì phải. Toàn thân anh rung lên như cuồng như say. Đúng vào lúc này, có một đôi mắt lọt vào đôi mắt Lý Ma. Người anh cũng nhanh chóng từ đỉnh cao chùng xuống. Là thằng bé con. Là thằng bé bỗng nhiên xuất hiện trong nhà anh. Trong bóng tối, nó mở mắt, chớp chớp, lạnh lùng nhìn cả quá trình làm tình của đôi nam nữ mạnh mẽ này. Chị Lý khẽ hỏi anh, sao thế? Anh nằm ngửa trên giường, thứ ấy đã mềm oạt. Anh hất hàm về phía sau vợ, ra hiệu thì thào nói, thằng bé đã dậy. Chị Lý ngoảnh sang nhìn thấy bé xoa đang lặng lẽ nhắm mắt. Lý Ma chân chất, đơn giản, anh đã nhanh chóng quên bén cái chuyện này. Dù bé xoa hình như hơi bài xích anh, nhưng anh vẫn rất thích nó. Đi làm về anh thường mua cho nó đồ chơi như súng phun nước hoặc cái kèn. Lúc rỗi rãi anh cũng hay dạy nó gọi bố ơi. Lý Ma, mẹ ơi, mẹ ơi. Xoa, u, a. Anh tiếp tục dạy thì nó không chịu được nữa, bỏ mặc anh, nhòi xuống đất chạy đi chơi. Tối hôm sau trời rất nặng nề, đen kịt, hình như sắp mưa. Vợ chồng Lý Ma dỗ Hùng Hùng và Xoa ngủ rồi, lại bắt đầu làm tình. Lúc này đã gần nửa đêm, trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì hết. Lý Ma cảm thấy phải như thế này mới an toàn, mới thoải mái. Nằm trên người vợ, anh vận động như bổ củi. Lại vào lúc anh sắp sửa đi lên đến cao trào thì trời bỗng có tia chớp sáng lòa. Anh cảm giác nhìn sang phía thằng bé đang ngủ thì lại nhìn thấy đôi mắt lóe sáng của nó. Tia chớp mắt rất nhanh, ánh mắt cũng tắt rất nhanh. Máu nóng trong người anh bỗng nguội lại. Anh rời thân thể vợ, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của thằng bé đang ngủ. Rồi anh bỗng bật đèn. Thằng bé đang ngủ rất say, rất yên tĩnh. Lý Ma câu mày nghĩ ngợi, chẳng lẽ mình bị ảo giác à? Chị Lý đưa tay che mắt hỏi, anh nhìn gì thế? Lý Ma tắt đèn, bóng tối lại ập xuống, anh chị im lặng.
Chương 4. Khóc vô cớ. Một tháng sau, thằng bé được chuyển sang nhà chị Biện. Chồng chị Biện vẫn chưa về. Chị không có con, rất cô đơn, nên chị rất mong sẽ đến lượt mình nuôi thằng bé Xoa. Chị đã mua sẵn cho nó rất nhiều đồ chơi. Trên đường đón nó về nhà mình, chị nhảy chân sáo bước đi tung tăng cứ như một đứa trẻ. Vào nhà, chị đưa cho nó chơi bộ Lego xây nhà. Nó lắp ghép mấy lần đều bị đổ, nó đâm chán. Chị Biện thu lại cất đi, rồi đưa cho nó quả bóng da sặc sỡ. Nó đá vót vụn, đá trượt, chỉ lát sau lại chán. Chị Biện lại đưa ra một tập sách tranh màu. Nó mở xem, lần này nó chăm chú nhìn lâu hơn, nhưng rồi cũng quăng sang một bên. Chị Biện dọn dẹp rồi nói với nó: Xoa à, bây giờ mẹ là mẹ của con phải ngoan ngoãn. Nếu ngoan thì thích ăn gì mẹ cũng mua cho. Tối đến, theo lời dặn dò của chị Lý, chị đặt cái bô dưới gầm giường nhỏ rồi bảo: Đêm nếu muốn đi tè thì đi vào đây, nhớ chưa? Nó hình như rất thích máy tính của nhà chị Biện. Nó đã mấy lần chạy đến sờ sệt vào cái bàn phím. Trương Cổ vừa viết xong một bản báo cáo hơi mệt mỏi. Anh bước ra sân vươn vai vặn hông. Lúc này trời sắp tối, phía tây chỉ còn le lói chút ánh hồng nhợt nhạt. Anh ngẫu nhiên nhìn sang sân trước của nhà chị Biện. Nhà ấy chưa bật đèn, chắc là sợ muỗi vào nhà. Trong sắc trời hoàng hôn, ở ô cửa sổ tối tối bên đó có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn Trương Cổ. Anh bỗng rùng mình, nhìn kỹ thì ra là thằng bé con hồi nọ. Trương Cổ thấy ánh mắt ấy hơi quen quen. Đêm đó mất điện, khi nó nhận ra anh bỏ nó lại rồi bước đi, nó cũng nhìn anh như lúc này. Ánh mắt không đơn giản, không giống ánh mắt của một đứa bé con. Trương Cổ nhìn sang chỗ khác, tiếp tục làm vài động tác thư giãn. Anh cho rằng có lẽ tại mình cả nghĩ quá, tại lúc đó anh nỡ bỏ nó lại rồi bước đi, vì thế anh cứ cảm thấy áy náy, bất an. Lát sau, Trương Cổ ngẩng đầu lên thì thấy thằng bé vẫn ngồi sau ô cửa sổ nhìn anh. Thực ra đối với đứa trẻ mà anh là người phát hiện ra đầu tiên này, trong thâm tâm Trương Cổ vẫn có một nỗi sợ hãi mơ hồ, khó bề diễn tả. Anh gắng sức né tránh nó, nhưng càng né tránh lại càng thấy sợ. Ánh mắt thằng bé lúc nào cũng hiện lên trước mắt anh. Càng tránh xa đôi mắt ấy, anh lại càng thấy mơ hồ khó hiểu. Con người ta khi càng cách xa một trái tim thì lại càng cảm thấy nó phức tạp, khó lường. Càng được xa một cái bóng đen lại càng cảm thấy nó đập đặc quỷ khí. Trương Cổ bỗng muốn tiếp cận thằng bé này. Anh nghĩ, chắc mình có sự hiểu lầm gì đó đối với đứa trẻ non nớt này. Anh nên gần gũi nó. Nó ăn uống, khóc cười, nó tè, nó ị, để hiểu rõ tính cách của nó. Anh hy vọng có được cảm giác chân thực để xua tan cái ảo giác vẫn ám ảnh anh suốt. Nhưng anh không có can đảm tiếp cận nó dù chỉ một lần. Tối nay mấy người bạn đến nhà Trương Cổ uống rượu, trong đó có cả Phùng Kình. Trương Cổ hỏi: Đã điều tra ra kẻ phá hoại dây điện hồi nọ chưa? Phùng Kình nói: Đi đâu mà điều tra chứ. Bạn A hỏi: Đêm đó mất điện, dãy nhà 17 nhặt được một bé trai phải không? Trương Cổ nói: Đúng, thì sao? A nói: Nghe nói nó không bao giờ khóc nhè, đỡ sách việc. Bạn Bình: Nó là người mấy cũng nên, bụng nó chứa bơm hẹn giờ. Bạn Chí: Cứ như là tình tiết trong tiểu thuyết kinh dị, trẻ con, bơm hẹn giờ, đảng mai hoa, cầu Trường Giang ở Nam Kinh gì gì đó. Trương Cổ ngắt lời họ: Đừng nói vớ vẩn, đứa trẻ ấy không cha, không mẹ, rất đáng thương. Phùng Kình nói:
Tôi chợt nhớ đến một cô bạn mới quen trên mạng. Cô ấy tên là Đứa Bé Vĩnh Viễn. Trương Cổ bỗng thấy nặng nề. Đứa trẻ con vĩnh viễn. Bạn Chí nói, con gái thời nay hay thích giả vờ ngây ngô. Các cậu nghe cái tên ấy mà xem. Phùng Kình, cô ấy nói, cô ấy muốn làm quen với tôi vì bị nickname của tôi thu hút. Bạn Bình, cậu tên là... Phùng Kình nói, 3-1 bằng mấy. Hôm đó mọi người đều uống rất nhiều, hát cũng rất nhiều. Trương Cổ cùng vui với các bạn nên tạm thời quên cái ánh mắt đáng ghét của đứa trẻ kia. Anh hát. Anh muốn chiến đấu với trời, muốn giao tranh với đất, muốn khua vũ khí lên, viết nên vở hài kịch. Anh muốn hát vang, anh muốn hôn em. Anh muốn bay lên trời vào cung trăng ở. Đàn đây, kiếm đây, lấp lánh ánh trong veo. Định mệnh đời anh không sống thọ, sống lâu. Trương Cổ hát xong, Phùng Kình nói, có một câu hơi gỡ thì phải, nên sửa là anh sẽ sống đến 99 tuổi thì hơn. Mọi người vui vẻ đến lúc trời tối hẳn mới giải tán. Trương Cổ tuy tử lượng rất khá nhưng cũng đã ngà ngà say. Nằm trên giường anh nhớ đến lời bài hát vừa rồi. Định mệnh đời anh không sống thọ sống lâu. Anh cảm thấy đúng là hơi gỡ thật. Bỗng nhiên thằng bé ấy xuất hiện trong tầm mắt anh đang mơ màng trong men say. Anh rùng mình rồi ngồi dậy. Chị Biện tay bế thằng bé vội vã bước vào nhà anh. Chị nói, Trương Cổ, tôi xin anh giúp với. Bà mẹ chồng tôi lên cơn đau tim đang phải cấp cứu. Tôi phải vào viện xem sao. Anh trông cháu hộ tôi một lúc nhé. Chị Lý và chị Mộ Dung đều đang vào nội thành chưa về. Tôi cuống quá. Sáng sớm mai tôi sẽ về đây. Trương Cổ nói luôn, được được, không sao, không sao. Chị Biện đặt thằng bé xuống rồi lại vội vã chạy về nhà lấy bình sữa và túi sữa bột. Tình huống này Trương Cổ có thể nói gì? Nói là mình sợ thằng bé à. Người ta đã rất có lòng tốt nhận nuôi thằng bé. Nó đâu có quan hệ họ hàng gì với chị Biện. Trương Cổ này lại không thể nhận nuôi nó một đêm hay sao? Mặt khác người già đang ngã bệnh. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Mình là làng xóm lại không thể hỗ trợ một chút à. Và người ta là phụ nữ, chồng đi vắng. Bây giờ gặp khó khăn, mình là đàn ông đàn an, dám khoanh tay đứng nhìn chắc. Dù xét từ khía cạnh nào, Trương Cổ cũng không thể từ chối. Cho nên dù thâm tâm rất không muốn, anh vẫn phải nói, không sao, không sao. Chị Biện nói, cảm ơn nhé. Rồi chị quay người chạy đi. Trong nhà chỉ còn Trương Cổ và thằng bé. Hình như thế giới xa xăm đã có ai đó sắp đặt chuyện này. Cực kỳ yên tĩnh, như người ta vẫn hình dung, đánh rơi cái kim xuống đất cũng nghe thấy. Thằng bé lặng lẽ ngồi trên giường của Trương Cổ, nhìn anh. Trương Cổ giả vờ ngẫu nhiên đưa mắt nhìn nó. Lần đầu tiên nó và anh nhìn nhau ở cự ly gần như thế này. Nó nhìn như soi vào đồng tử mắt Trương Cổ, như cách nhìn của một bác sĩ nhãn khoa. Trương Cổ phát run và anh lập tức khẳng định. Ánh mắt của nó tuyệt đối không phải ánh mắt của đứa bé con. Anh tránh ánh mắt của nó, định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Có hai phương thức nói. Một là nói theo kiểu giao lưu với con nít. Bé xoa ngoan, ở nhà chú, cháu đừng quậy nhé. Nhưng Trương Cổ cảm thấy mình không sao nói nổi, vì anh cảm thấy rõ rệt nó không phải đứa con nít, mà là một người lớn nằm trong một hình hài trẻ con. Một người mà đã trưởng thành nhưng hiểm ác. Khi chỉ còn mình nó với Trương Cổ, dường như ánh mắt của nó không hề che giấu điểm này. Ánh mắt của hai người lớn giao nhau đều cùng rất hiểu cái điều bí mật to lớn này. Một phương thức khác là Trương Cổ trực tiếp lật bức rèm che rồi đàm phán với nó.
Ta biết ngươi không phải đứa trẻ con, ngươi là ai, ta không biết, toàn thể nhân loại cũng không biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi định làm gì. Nhưng trước mắt anh là một đứa bé con không biết nói. Giả sử anh nghiêm mặt hỏi nó, thì chính anh cũng cảm thấy kinh hãi. Cuối cùng, Trương Cổ chậm chậm bước đến trước cái ngăn kéo, cầm ra chiếc kèn harmonica đưa cho nó, khẽ nói: Bé Xoa, chơi cái này đi. Rốt cuộc anh vẫn dùng cách nói dành cho trẻ con, cũng tức là chứng minh rằng dù anh rất khẳng định trực giác của mình, thì cuối cùng anh vẫn tin nó nhiều hơn là nghi ngờ nó. Bé Xoa không nhìn Trương Cổ nữa, nó cầm lấy kèn, mân mê chơi chứ không biết thổi. Trương Cổ lại cầm lên rồi thổi mấy tiếng, sau đó lại đưa cho nó. Nó thử thổi, âm thanh chẳng đâu vào đâu. Lúc này Trương Cổ lại cảm thấy nó rất giống một đứa trẻ con. Một lúc sau, Trương Cổ đã lắp xong cái giường bằng kim loại. Anh không muốn nó ngủ cùng, anh thử cởi quần áo cho nó. Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Nó nhìn Trương Cổ rồi đặt cái kèn xuống. Rất có thể là do hai người mẹ kia huấn luyện, nó rất chịu nghe lời. Trương Cổ cởi bớt quần áo cho nó xong, nó ngoan ngoãn nằm xuống. Trước khi ngủ, Trương Cổ đặt vài miếng đệm mút ở dưới đất bên cạnh giường nó, để phòng nó cựa mình bị ngã xuống. Sau đó anh tắt đèn, cả gian nhà chìm trong bóng tối. Bên ngoài, một con chó cô độc nào đó đang gâu gâu, sủa nhặn cả lên. Hình như nó đứng trước cửa nhà Trương Cổ. Đêm nay Trương Cổ và đứa bé mà anh sợ ngủ chung nhà. Nỗi sợ hãi dâng lên trong anh. Anh có cảm giác cái thế giới này như ảo, trống rỗng. Anh muốn nắm lấy một cái gì đó chắc chắn có thật, nhưng không có. Anh nín thở lắng nghe động tĩnh của đứa bé. Không có một tiếng động nào hết, cứ như một câu đố không bao giờ có lời giải. Chẳng rõ bao lâu sau đó, con chó ở ngoài cũng ngừng sủa, trong nhà càng yên tĩnh hơn. Trương Cổ căng tai căng mắt nghe ngóng. Sắc văng vẳng có tiếng gỗ bị nứt, tắc tắc tiếng kêu của thạch sùng bò trên tường, xẹt xẹt cọc cạch tiếng chuột chạy, ú ớ tiếng lợn khịt mũi trong chuồng, tiếng bong bóng nước sủi lên trong ảng nước. Trương Cổ vô cùng mệt mỏi, rất buồn ngủ, anh nhắm mắt lại. Bỗng anh nghe thấy một âm thanh kỳ quái do thằng bé phát ra. U y. Trương Cổ mở mắt, cơn buồn ngủ tan biến, thằng bé vẫn nằm bất động, thậm chí nghe thấy hơi thở của nó. Tất cả rất yên tĩnh. Chờ một lúc rất lâu, anh không gượng nổi nữa và lại nhắm mắt vào. Mơ màng hình như anh lại nghe thấy âm thanh u u y y ấy, nhưng lần này thì kéo dài hơn, cứ như là tụng kinh. Nỗi sợ hãi lại xâm chiếm lòng anh. Nếu thằng bé bất ngờ nói ra một câu rõ ràng và hoàn chỉnh, nghĩ đến đây toàn thân Trương Cổ nổi gai ốc. Anh không dám cựa quậy, chỉ cố căng tai ra lắng nghe. Thằng bé lại im lặng. Lúc này đã quá nửa đêm, Trương Cổ buồn ngủ kinh khủng, không thể tập trung sức chú ý nữa. Mi mắt nặng trĩu dính vào nhau, rồi anh chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, anh lại nghe thấy những âm thanh kỳ quái do thằng bé phát ra, nhưng anh đã đi sâu vào giấc mộng, không thể nào gượng nổi. Thấp thoáng nhìn thấy nó từ từ ngồi dậy, tim Trương Cổ bắt đầu đập như điên, anh muốn hỏi nó: Ngươi định làm gì thế? Nhưng anh không sao nói ra thành lời, đành co mình trên giường quan sát cử động tiếp theo của nó. Anh cho rằng thằng bé nhất định sẽ bước lại chỗ anh, nhưng không phải thế. Nó chỉ cầm cái máy ghi âm của anh lên vầy vò nghịch ngợm. Rồi bất ngờ nó khóc, tiếng khóc rất khó chịu, cứ như tiếng mèo hoang đang rít lên. Nó không bao giờ khóc kia mà. Nó đâu có bao giờ khóc. Nó không bao giờ khóc. Trương Cổ sợ hãi đến cùng cực.
Anh muốn nhảy ra khỏi giường bỏ chạy ra ngoài, nhưng người anh như bị tiêm thuốc tê, không theo bộ não điều khiển nữa. Anh không thể cựa quậy. Đến sáng, Trương Cổ tỉnh dậy thì thằng bé đã thức từ bao giờ. Nó nằm trên giường, tay cầm cái kèn harmonica chơi. Miệng nó lẩm bẩm ú ớ các loại âm thanh. Chị Biền đã đến, đôi mắt tấy đỏ chứng tỏ cả đêm qua thức trắng. Nó có khóc không? Vừa bước vào cửa chị đã hỏi ngay. Không, nó rất ngoan, Trương Cổ đáp. Làm phiền anh nhiều quá. Đâu có. Chị Biền vừa kể cho Trương Cổ nghe về việc bà mẹ chồng, vừa nhanh nhẹn mặc quần áo cho bé xoa. Lúc chị bế nó ra cửa, Trương Cổ thấy thằng bé ngoảnh lại nhìn cái máy ghi âm của anh. Trương Cổ đạp xe đạp đi, hai ống nghe nhét vào tai. Anh đang nghe một bài hát mới của ban nhạc Tô Kiến Tín. Bỗng nhiên bài hát đang phát biến thành một chuỗi tiếng khóc của trẻ con, nghe rất quái dị và thảm thiết. Ú a, ú a. Trương Cổ giật nảy mình, loạng choạng suýt ngã xe. Anh nhớ rất rõ hôm qua anh vẫn còn nghe bài hát này và không hề có những âm thanh kỳ quái này. Ai đã ghi vào đây? Chỉ có một khả năng. Đêm qua sau khi anh đã ngủ say, thằng bé xoa kia đã dùng máy ghi âm của anh ghi tiếng khóc của nó vào đây. Trương Cổ nghệt ra, lẽ nào giấc mơ đêm qua là sự thật? Nhưng anh lại nghĩ, tiếng khóc chói tai như thế này thì anh không thể không bị thức giấc. Hay là thằng bé đem máy ghi âm của anh ra ngoài nhà? Nghĩ đến đây Trương Cổ rùng mình. Đến cơ quan rồi, cả ngày anh cứ như người mất hồn. Chủ tịch ủy ban thị trấn hỏi anh mấy việc, anh đều trả lời lạc đề, khiến ông ta bực mình, đóng sập cửa bước ra. Tay anh lật đi lật lại cái máy ghi âm, nghĩ ngợi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu không làm rõ sự thật, anh sẽ thấp thỏm bất an. Anh quyết định kể lại việc này với chị Biện. Tan tầm rồi về đến nhà, anh thấy chị Biện đang ở ngoài sân chơi đánh đu với thằng bé. Anh gọi to, chị ơi, chị lại đây, tôi muốn nói với chị chuyện này. Anh vừa gọi vừa quan sát ánh mắt thằng bé, không thấy có phản ứng gì đặc biệt, nó vẫn đang mãi chơi. Chị Biện bước lại. Trương Cổ vốn định kể với chị toàn bộ mối nghi ngờ đối với thằng bé, nhưng không hiểu sao anh lại thôi. Mà chỉ nói rất khẽ, kể về cái máy ghi âm có hiện tượng lạ kỳ. Chị Biện nghe xong cũng ngớ ra không hiểu. Có chuyện như thế à? Anh ngờ rằng. Trương Cổ hơi ngượng nghịu nói, tôi chỉ đoán liệu có phải đêm qua nó khóc rồi ấn bừa vào cái máy nút ở máy ghi âm, thế là tiếng khóc bị ghi vào. Thằng bé chưa bao giờ khóc, chúng tôi vẫn thấy khó hiểu về điều này, cho nên không thể là tiếng khóc của nó. Chắc anh đã nhầm. Chị Biện nói giọng chắc nịch, rồi chị bổ sung, một đứa trẻ mới độ một tuổi, nửa đêm khóc nhè, rồi vớ được cái máy ghi âm ấn bừa vào cái nút. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên kỳ cục như vậy? Trương Cổ đành gượng cười khô khan nói, chắc tôi nhầm thật. Lúc này ánh mắt thoáng nhìn thằng bé qua vai chị Biện. Cái đu đã đứng im, nó đang lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt nó sâu một cách khó lường. Cái đoạn ghi âm tiếng khóc không rõ nguồn cơn ấy vẫn không có lời giải. Trương Cổ đành xóa bỏ bài hát đó. Tiếng khóc kéo dài khoảng 3 phút, chiếm một nửa thời lượng của bài hát. Từ sau đó Trương Cổ vẫn đi làm bình thường, không có gì trục trặc bất ngờ. Hình như chẳng có chuyện gì hết. Nhưng anh không ngớt bị ám ảnh bởi sự việc này. Nó như một đám mây đen càng ngày càng dày đặc, nặng nề. Cuối cùng Trương Cổ quy tội cho một cậu bạn nào đó đã bày trò quái ác để trêu anh. Anh phải tìm cho ra lời giải thích, dù gượng gạo cũng được. Nếu không anh sẽ thấp thỏm không yên. Thực ra mỗi chúng ta cũng rất hay tự lừa dối mình.
Trong đời chúng ta đã tự lừa dối mình không biết bao nhiêu lần, vì thế chúng ta cũng mất đi vô số cơ hội đi tìm chân lý. Sau một thời gian không lâu, Trương Cổ đã dần dần lãng quên cái chuyện khó hiểu kia. Sáng sớm hôm nay, Trương Cổ ra khỏi nhà đi làm. Anh vừa đeo tai nghe lên thì nghe thấy vô số những tiếng cười của trẻ con, âm thanh lanh lảnh, sắc nhọn, chói tai. Cực kỳ sợ hãi, anh vội giật luôn tai nghe xuống, rồi mất giác nhìn về phía nhà chị Biện. Từ trong ô cửa sổ, thằng bé đang lặng lẽ nhìn anh. Một lần nữa, Trương Cổ lại đoán rằng những trò khỉ này đều do nó gây ra. Chương 5. Có bán tóc không? Trương Cổ cảm thấy mình luôn ở vào trạng thái nguy hiểm. Dù anh không xác định rõ căn nguyên, anh cho rằng cả thị trấn nhỏ này đang bị thứ gì đó chẳng lành bao phủ. Phán đoán này rất sáng suốt. Anh quyết tâm phải làm rõ tất cả. Kể từ đây, Trương Cổ trở nên nhạy cảm, gan góc, giàu khả năng suy luận và sức tưởng tượng như một thám tử. Trước hết, anh bỏ công sức ra điều tra rõ. Vào cái ngày thằng bé xuất hiện, có ba người vùng khác đi vào thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế này. Một người là cháu gái của ông Trương thợ mộc, đến thăm họ hàng, một tuần sau ra về. Một người là cán bộ huyện, đến công tác có việc cần làm, ở chiêu đãi sở của ủy ban thị trấn 3 ngày rồi đi. Người thứ ba là một ông già từ miền Nam lên, bán đồ tre nang. Cả thị trấn đều biết ông. Ông thường đến đây theo thời vụ, chuyên làm đồ tre trúc, cho đến giờ vẫn chưa đi. Mấy người này dường như không có chút liên hệ gì với thằng bé Xoa, Trương Cổ đã lần lượt loại trừ. Nhưng anh vẫn tin hướng đi của mình là đúng. Trương Cổ lúc này như đã biến thành người khác. Anh mua chiếc mũ lưỡi trai chụp lên đầu, đeo cặp kính râm, miệng ngậm tẩu thuốc. Sau 8 tiếng đi làm cơ quan, anh đóng bộ này để đi điều tra. Anh không muốn bất cứ ai nhận ra mình. Như thế vẫn chưa đủ. Lúc đi đường, Trương Cổ luôn đeo kính râm, dựng cổ áo lên, kéo mũ sụp xuống để che mặt. Hình ảnh bí hiểm của anh bắt đầu xuất hiện ở các thị trấn nhỏ hẻo lánh này. Anh đi đứng hấp tấp, kín đáo, luôn cảm thấy mình không còn là mình nữa. Nhưng có người vẫn nhận ra anh từ xa và gọi: "Anh Trương Cổ, anh đi đâu đấy?" Là trưởng ban văn hóa của thị trấn, cô Lưu Á Lệ. Trương Cổ hơi ngán nhưng chẳng thể làm gì khác. Thị trấn này quá nhỏ, rất dễ nhận ra nhau. Trương Cổ ngượng nghịu: Tôi... Cũng không đợi Trương Cổ trả lời, Lưu Á Lệ đã tăng ga xe máy phóng vút đi. Không lâu sau đó, Trương Cổ phát hiện ra một điều mà dân thị trấn Tuyệt Luân Đế không mấy ai để ý. Bỗng dưng xuất hiện một bà già bới rác. Bà ta khoảng 60 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, hai tay thô tháp. Trông biết ngay là sống rất gian khổ. Lần đầu tiên bà ta đến nhà thiết trụ mua vài thứ. Giấy báo cũ, lon bia, lon nước ngọt. Bà ta rút trong túi ra một nắm tiền lẻ nhàu nát, lem nhem. Bà mẹ thiết trụ nói: "Thôi, tôi không lấy tiền." "Thế sao được?" "Là thứ bỏ đi, có đáng gì đâu. Bác không đến thu gom thì chúng tôi cũng vứt rác mà thôi." "Thế thì xin cảm ơn bà." Dân thị trấn coi bà già này là người vùng khác, sống vất vả như thế, ai cũng rất thông cảm. Về sau, nhà nào có giấy cũ, sắt phế liệu, giày dép cũ, dây dợ, đều nhét vào túi ni lông đặt ngoài cửa, chờ bà già đến đem đi, không ai cầm của bà một xu. Trương Cổ lặng lẽ theo dõi bà, anh phát hiện ra rằng bà ta luôn có tâm trạng nặng nề, thu mua phế liệu cũng vì ý đồ gì đó. Anh ngờ rằng đó chỉ là một cách để bà ta công khai bản thân mà thôi. Hôm nay Trương Cổ lại đi theo dõi bà già ấy.
Bà ta đẩy cái xe chứa đồ, xe kêu cót két, lọc cọc. Bà đi qua từng nhà nhặt các túi phế liệu, miệng ê a rao: "Thu mua đồng nát đây." Một đứa bé chạy ra đưa cho bà hai cái lon bia. Bà già đưa cho nó mấy hào, nó khoái chí nhét tiền vào túi rồi chạy đi. Đó là thu nhập chính đáng duy nhất của nó. Bọn trẻ như nó sẽ dùng chút tiền này đi mua vài thứ mà cha mẹ chúng không cho phép. Sau đó bà già lại đi tiếp. Đến dãy nhà số 17, bà đi vòng qua. Trương Cổ bỗng nhớ ra, bà già này chưa từng đến dãy nhà 17 thu mua phế liệu. Tại sao? Anh lập tức liên tưởng thằng bé Xoa và bà già này có mối liên quan gì đó. Anh bỗng hăng hái hẳn lên, anh gọi bà ta đứng lại, đơn thương độc mã quyết hỏi cho ra nhẽ. Bà ta là người lớn, có thể hỏi gì cũng được, sẽ băm bổ nói toạc ra luôn. Thằng bé Xoa đã khiến Trương Cổ biến thành anh chàng không biết sợ gì hết. Trương Cổ: "Này, yêu cầu bà đứng lại." Bà già chậm chậm dừng bước ngoảnh lại. Trương Cổ bước đến, đứng trước mặt bà ta. Lần đầu tiên anh đứng gần như thế này. Nhìn bà ta rất rõ, anh nhận ra rằng khuôn mặt và thần sắc bà già hơi giống thằng bé Xoa. Bà già nhìn thẳng vào Trương Cổ. Trương Cổ vào đề luôn: "Bà có nghe nói dãy nhà 17 này nhận nuôi một đứa bé trai không?" Bà già đờ ra không có phản ứng gì, chỉ nói giọng hờ hững: "Bé trai nào, tôi không biết." Rồi bà thản nhiên quay người đi, tiếp tục đẩy cái xe đồng nát. Đi được mấy bước bà lại ngoái lại, bất chợt hỏi: "Tại sao anh cứ đi theo tôi?" Trương Cổ hơi lúng túng: "Tôi..." Bà già: "Anh mua phế liệu à?" Trương Cổ: "Không mua." Bà già quay trở lại bước đến gần anh: "Thế thì anh có phế liệu bán không?" Trương Cổ hơi lắp bắp: "Không, tôi không có." Ngừng một chút, bà già khẽ nói: "Anh có." Sau đó bà chỉ vào chiếc xe chở phế liệu, trong đó có một đống tóc rối là tóc người, chắc là gom ở hiệu làm đầu, có dính vô số bụi đất. Bà già nói: "Anh xem, tôi còn thu mua cả tóc nữa." Đã khá lâu Trương Cổ chưa đi cắt tóc, tóc anh đã rất dài. Anh ngượng nghịu nói: "Bỗng dưng tôi lại bán tóc. Cái gì chứ?" Bà già thở dài nói: "Không bán thì thôi vậy." Rồi bà bước đi, lần này thì không hề ngoảnh lại nữa. Một làn gió đưa đến thổi tung mái tóc Trương Cổ. Anh cảm thấy xương sọ lạnh buốt. Anh đứng đó nhìn bà già đẩy cái xe dần dần đi xa. Anh ngẫm nghĩ xem bà già này có điểm nào giống thằng bé. Anh đánh giá lại thái độ, vẻ mặt và những câu nói vừa rồi của bà ta. Đêm nay Trương Cổ gặp ác mộng. Trong bóng tối có người đang đi qua đi lại ở phía đầu giường anh. Anh sợ hãi ngồi bật dậy hỏi: "Ai? Ai đấy?" Chính là bà già ấy. Bà khẽ nói: "Đừng nói gì, tôi đây mà." Trương Cổ hỏi: "Bà đến đây làm gì?" Bà già: "Tôi đến mua tóc của anh." Trương Cổ nhìn thấy tay bà đang cầm một cái kéo loang loáng ánh kim loại. Anh quát: "Bà cút đi." Bà ta không hề giận, chỉ cúi xuống rút trong túi áo ra mấy đồng tiền lấm lem nhàu nát đưa cho Trương Cổ nói: "Chút tiền này anh cầm đi." Trương Cổ bất giác lùi lại tránh. Bà già lúc này mồm rớt dãi, ánh mắt lóe sáng, quan sát Trương Cổ nói: "Trên người anh có vô số thứ quý giá đáng tiền. Tôi không chỉ mua tóc mà còn mua móng tay, con ngươi và..." Trương Cổ nhìn chằm chằm vào bà ta.
Bà ta ngoảnh nhìn cửa sổ rồi nói nhỏ, vẻ rất bí hiểm. Thù mù tìm gan phổi nữa. Trương Cổ co rúm người kêu lên: Ngươi ra lò mổ mà mua, ta không bán. Bà già nói: Lòng lợn đâu có thể tốt bằng tóc của anh. Trương Cổ bắt đầu nài xin: Bà tha cho tôi đi. Bà già kiên nhẫn nói: Anh không hiểu gì cả rồi. Mùa thu đến thì nông dân phải gặt lúa mạch. Người nào tận số thì phải lấy mạng người đó. Nói rồi bà nhẹ nhàng ấn đầu Trương Cổ xuống rồi bắt đầu cắt tóc của anh. Bà thao tác rất siêu, trông biết ngay là kỹ thuật của nhà nghề có hạn. Cây kéo sáng loáng đưa lên đưa xuống bủa vây Trương Cổ từ bốn phía. Anh chỉ biết ngớ ra mà nhìn bà ta, không thể cự quậy gì được. Xoẹt xoẹt, tóc bị cắt rụi, lông mày bị cắt rụi, hai tai bị cắt đứt, mũi bị cắt nhẵn, hai con mắt bị khoét ra, tim gan phổi bị moi ra. Trương Cổ chỉ còn lại cổ họng, anh cố sức gào lên: Cứu tôi với, cứu tôi với. Cái kéo lập tức chĩa vào cổ họng anh.